lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng và công tác quản lý kinh tế, công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng của Đảng còn những mặt hạn chế, khuyết điểm. Một số người đã tung ra luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công. Nhưng sự thật từ hiệu quả và sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc chiến chống giặc nội xâm ở Việt Nam thời gian qua, điển hình là vụ án AVG cùng nhiều vụ án trọng điểm do Trung ương chỉ đạo vừa qua là dẫn chứng sinh động bác bỏ luận điệu sai trái đó. Trong chuyên mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình tuần này, báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết tâm chính trị trong phòng chống tham nhũng của tiến sĩ Hà Sơn Thái. Họ cho rằng tham nhũng là căn bệnh kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền, vì đảng vừa đá bóng vừa thổi còi, vì xã hội thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng thành công. Đã nhiều lần phát động chống tham nhũng nhưng đều không thành công, tệ nạn lại càng gia tăng. Từ đó họ kết luận cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công. Cần phải khẳng định rằng những luận điệu trên không có cơ sở khoa học và hoàn toàn sai lầm về mặt lý luận và thực tiễn. Lịch sử Việt Nam và thế giới cho thấy bất kỳ quốc gia dân tộc nào muốn tồn tại, phát triển đều phải có chính đảng của mình hoặc phải chọn lấy chính đảng thích hợp với mình. Sự lựa chọn ấy chỉ được coi là đúng đắn khi một mặt phải bắt nguồn sâu xa từ thực tiễn đất nước, từ truyền thống của dân tộc, từ ước vọng tha thiết của nhân dân. Mặt khác, phải phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội, với xu thế vận động tất yếu của nhân loại tiến bộ. Theo đó, rõ ràng tệ tham nhũng không phải là những hiện tượng phản ánh bản chất của chế độ. Nó cũng không phải là những căn bệnh nảy sinh do chế độ một đảng lãnh đạo dẫn đến mất dân chủ như một số người vẫn thường rêu rao. Quốc gia dân tộc nào cũng vậy, trong từng thời điểm đều do một đảng cầm quyền. Khi đảng nào cầm quyền thì người đứng đầu và các chức vụ quan trọng của chính quyền nhà nước đều là người của đảng đó. Đường lối chủ trương của đảng cầm quyền sẽ chi phối đường lối chính sách của quốc gia. Dù là chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền thì nạn tham nhũng suy thoái vẫn xảy ra. Kể cả các nước phát triển có hệ thống pháp luật khá hoàn chỉnh, có trình độ quản lý kinh tế, xã hội cao. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền. Cán bộ, đảng viên của đảng, tuyệt đại đa số đều là những nhà cách mạng tự nguyện từ bỏ lợi ích bản thân, xả thân chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Nhiều tấm gương hy sinh anh liệt của các nhà lãnh đạo, các cán bộ, đảng viên mãi mãi lưu danh trong lịch sử vẻ vang của đảng và dân tộc. Tuy nhiên, ngay từ đó, trong cuộc đấu tranh một sống một chết dưới ách thống trị tàn bạo của chính quyền thực dân phong kiến, cũng đã có những người không chịu nổi thử thách gian nguy, tự rời bỏ hàng ngũ cách mạng, thậm chí đầu hàng địch, phản bội cách mạng. Những người thiếu kiên trung với cách mạng, có biểu hiện dao động cầu an, đảng đã thải loại họ. Nhưng đó chỉ là những trường hợp hết sức cá biệt. Đảng không vì thế mà yếu đi, đảng càng trong sạch và ngày càng phát triển vững mạnh. Được các tầng lớp nhân dân tin tưởng, tôn vinh vai trò lãnh đạo và tình nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của đảng. Ở Việt Nam, thời kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu khách quan. Năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết, nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và độc lập dân tộc, Đảng đã tuyên bố tự giải tán, mở rộng chính phủ dân tộc với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập như Việt Quốc, Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Cách, Việt Nam Cách mạng, Đồng Minh Hội. Nhưng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động bán nước cầu vinh hoặc không đưa ra được đường lối đúng đắn, không vì lợi ích của quốc gia dân tộc nên lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ. Khi quân Tử Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo. Được sự tiếp tay của đế quốc Mỹ, nhiều đảng phái đã được chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm thành lập ở miền Nam Việt Nam. Song, do mục đích chính trị của những đảng phái này là phá hoại tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động, nên nhân dân Việt Nam đã đoàn kết đấu tranh, loại bỏ những đảng phái chính trị đó. Cũng có một thời kỳ khá dài, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này chưa bao giờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam mà đều ủng hộ, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này hoàn toàn tự nguyện giải tán. Có một thực tế, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, biết bao cán bộ đảng viên ngày đêm ở nơi xa xôi biển đảo biên cương canh giữ chủ quyền đất nước, nhiều cán bộ đảng viên dũng cảm chiến đấu trên mặt trận thầm lặng, giữ gìn an ninh chính trị và cuộc sống yên bình cho nhân dân, những cán bộ đảng viên trực tiếp sản xuất vất vả trong nhà máy, trên đồng ruộng, những cán bộ đảng viên lao động trí óc ngày đêm miệt mài nghiên cứu sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung, không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi sự ưu ái cho riêng mình.
Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng suy thoái ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt những kết quả bước đầu quan trọng cả trong nhận thức và hành động. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thể chế quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tương đối đồng bộ toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nghị quyết chỉ thị của Đảng thành chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, suy thoái. Công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng được quan tâm, vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng bước đầu được phát huy, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Vai trò trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan đơn vị trong phòng chống tham nhũng được nâng lên. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về công tác tổ chức cán bộ để phòng chống tham nhũng được quan tâm. Cải cách hành chính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị được tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực. Việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên đã được coi trọng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, suy thoái được đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét. Tổ chức và hoạt động của cơ quan đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng từng bước được kiện toàn, phát huy hiệu quả. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, bước đầu khắc phục tình trạng án treo về tội phạm tham nhũng, từng bước chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, với 11 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã diễn ra, trong đó có đến 5 hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9 và 11 có nội dung xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm. Gần 60.000 cán bộ đảng viên đã bị xử lý kỷ luật. Trong số 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở Việt Nam là do nhân dân Việt Nam lựa chọn từ chính thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Đó là độc lập tự do cho dân tộc, là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển của mình, là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế, quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội, là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện của con người. Những thành tựu không thể phủ nhận đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Như thế, luận chứng vì xã hội Việt Nam thiếu dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo nên không thể chống tham nhũng thành công là thiếu căn cứ, không thuyết phục. Cần có cách đánh giá khách quan cả mặt làm được và mặt chưa làm được của cuộc đấu tranh chống tham nhũng những năm vừa qua, kể từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đến nay. Rõ ràng, mấy năm gần đây, tệ nạn tham nhũng chưa bị đẩy lùi nhưng đã ngăn chặn được sự lây lan. Điều đó nói lên cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng vừa qua tuy chuyển biến chậm, chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra nhưng đã có kết quả bước đầu. Đó là điều không thể phủ nhận. Viện dẫn một luận chứng không đúng sự thật để kết luận rằng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền, độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam không thể thành công là điều phi lý. Cũng cần khách quan khẳng định rằng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có lúc phạm phải sai lầm, khuyết điểm. Nhưng với bản chất của một đảng chân chính, một đảng cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, Đảng đã sớm nhận ra khuyết điểm và chủ động đưa ra các chủ trương, giải pháp khắc phục hiệu quả. Hiện nay, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã nhận diện rất cụ thể những biểu hiện suy thoái, xác định mục tiêu, quan điểm, các nhóm giải pháp và việc tổ chức thực hiện. Qua đó thể hiện Đảng xác định quyết tâm chính trị, cả xã hội có sự chuyển mình, cả hệ thống chính trị cùng toàn dân, toàn quân quyết tâm vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, còn những việc làm mà chưa làm được thì xin đồng bào nguyên lượng, vì nếu có nấu cơm cũng 15 phút mới chín, huống chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô lệ. Người tốt có, người xấu có, một đám ruộng có lúa lại có cỏ, muốn nhổ cỏ thì cũng vài ba giờ mới xong. Theo đó, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như việc nhổ cỏ đòi hỏi phải có thời gian, không thể một sớm một chiều có thể khắc phục triệt để tệ tham nhũng.
với quyết tâm chính trị cao của Đảng và hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng đoàn kết đồng thuận của nhân dân. Cuộc chiến chống tham nhũng lãng phí dù còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng chúng ta tin rằng sự nghiệp ấy sẽ ngày càng thành công.